Anh em đâu rồi? Bắt đầu hôm nay chúng ta sẽ đi cướp thôi. Đi cướp kho tiền. Anh em tập hợp, anh em tập hợp. 1 2 3 4. Chuẩn bị vào ngày. Rồi bắn đại ca, bắt đầu. Bắt đầu đi cướp hoàng đại ca rồi. Chạy tới. Mở đường. Rồi em đi mở đường, em đi mở đường. Tên lửa chạy cho em vào mở đường. Ô quá nhiều rồi. Quá nhiều. Ô xe tăng, tên lửa. Ô nhà tù. Máy bay trực thăng luôn. Quá nhiều. Xe chở đồ, xe chở tội phạm, tên lửa, tàu hỏa. Ôi quá dữ. Quá nhiều rồi đại ca. Lúc gì ạ? Lúc gì thôi. Bắt vào đại ca. Quá nhiều rồi đại ca ơi. Kho tiền là nhiều lắm. Rồi bắt đầu chuẩn bị hàng thôi. Đi cướp thôi. Chuẩn bị cướp thôi anh em ơi. Rồi chuẩn bị xong hết chưa? Rồi xong hết rồi. Chuẩn bị. Rồi từ từ, từ từ. Anh em rồi đi lẻn lẻn vô. Đi theo đôi anh nè. Rồi từ từ tới. Đi lén lén vô. Lén lén vô anh em. Lén lén vô. Từ từ vô. Rồi vô thôi. Quá nhiều rồi. Rồi ở đây ra ca. Em vô. Em như tìm kho tiền nó nằm đâu. Lén vô. À đó, đúng xe tăng rồi, tên lửa rồi. Quá dữ rồi. Máy bay, tên lửa. Em nhảy xuống xe em đi kiếm. Tiền ở đâu rồi? Không có ở đây. Không có ở đây luôn. À, nó nằm trên đây à. Thấy rồi đại ca ơi, nó nằm trên nóc nhà kìa. Rồi anh em, xuống xe bắt đầu. Bắn thôi, anh em, xuống xe ạ. Nó chỉ khăn đâu. Xuống. Rồi xe đâu? Bắt con chúng gì à? Nhót vô. Chúng vô. Người dám lại ăn cướp hả? Rồi tịch thu vũ khí chúng. Rồi mở xe ra. Kịch. Liền chúng vô đây. Một em chạy ha.
Ngoài trực thăng đi kiếm thôi, chúng nằm đâu? À, ở đây một em. Chú hả? Dẫn về đồ. Tao vô kia chúng ra. Rồi liền ra đây, một em, hai em. Ngồi đi, xe đi kiếm coi. Đi kiếm chúng. Trốn à, người trốn ở đâu rồi? Rồi xe tên lửa đi, kiếm chúng rồi. À, thấy đây một em nữa rồi. Bắn. Bắt xuống, bắt một em nữa. Mày đi kiếm. Rồi tháo vũ khí chúng ra. Một vũ khí dọc dao kiếm nhốt thêm một em nữa. Rồi tiếp tục còn đứa nữa. Kiếm. Thấy rồi, nó đây nè anh em. Dí lại, bắn nó, tên lửa. Ô, tên lửa. Tên lửa đang phóng tên lửa. Ngò banh sát luôn. Rồi, banh sát rồi, bắt lại. Xuống. Và chạy đường nào. Rồi. Chạy nha, còn chống cự nè. Chú. Chống cự nè. Chống cự nè, bắn. Băng. Rồi bật lên tiếp. Dám chống cự với cảnh sát. Cảnh sát nè. Rồi bật lên. Bắt vô xe. Kéo xuống. Rồi chở vô tù. Vô tù ngồi đi mấy cưng. Dám cướp hả? Dám đi ăn cướp kho tiền hả? Một em liền vô đây. Hai em liền vô đây. Ở chổng ngồi đi. Kẹt rồi, không ra được à. Trốn hả, tính trốn hả? Ba em vô đây. Bốn em vô đây. Trốn mà. Rồi, thằng gào đâu? Thằng gào đâu? Rồi tịch thu đầu nó hết. Dao kiếm tịch thu vô. Chạy tịch thu dao kiếm nó lại. Súng. Kiếm. Súng. Kiếm. Súng à, súng dữ không. Rồi tịch thu đem về đây còn nữa à. Rồi đem về đồ. Rồi xe chúng nó nhắm ở trên. Tên lửa nữa, ba gì à. Rồi tên lửa ba gì à. Rồi tịch thu xe chúng. Dán về đầu. Kịch. Xe nữa à. Kịch. Dán về đầu. Xe nữa, dẫn về đồn luôn. Xe này nữa à, dẫn về đồn luôn. Rồi xong. Người hả, người dẫn đi cướp. Làm hàng rào lên. Rồi dựng hàng rào lại. Hàng rào lại. Dựng hàng rào nhốt tù lại. Lấy dựng lại đó, tè lại. Ok. Ok. Ba cây là ba em. Nhốt chúng nó lại.
đó là cầu đi cưng. Em rồi không còn dám nữa không, dám đi cướp nữa không, bay kịch 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 rồi nào máy bay tuần tra đi tuần tra. Rồi tâm không có ai rồi, rồi đã bắt hết tội phạm rồi, xong nhốt chúng nó vào tù hết rồi.